Trời ơi, bà xem bà bày trò gì nữa đây nè. Đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ, bà mở đèn sáng trưng nè. Thì bà live stream sùm hết trơn á. Trời ơi, không cho ai ngủ hết. Giờ này là giờ ngủ của người ta. Sen ơi, mắc ngủ quá à. Làm gì làm lẹ đi. Quay gì quay lẹ đi nè. Rồi đó, chịu hết nổi rồi. Tắm xong là phải tắt đèn cho tôi ngủ nha. Anh chị em ơi, hôm nay bà Sen bị trúng cơn gì á. Giờ này bà mở live stream, mở đèn sáng trưng nè. Mấy hôm trước thấy Sen đâu có siêng dữ vậy đâu. Mình nằm là Sen nằm theo mệnh nè. Sao hôm nay lạ lùng vậy ta? Trời ơi, lâu lâu tao xiên được một bữa. Tụi bay dẹp cái thái độ chán đời đó đi giùm tao với coi, cho tao xiên cái coi. Đúng rồi, phải sung lên vậy chứ, buổi livestream mới sinh động chứ. Và kính thưa quý vị, buổi livestream ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng việc bóc phốt tuổi mèo. Mọi người thấy ông thần tài nhà tôi có gì đặc biệt không? Đó, cái cột bên tay trái đó, chữ mất chữ còn. Cái cột bên tay phải của người ta đầy đủ chữ ra đẹp đẽ biết bao nhiêu. Vô tay tụi nó là còn một hàng thôi. Hàng kia con đậu con bay ha, bắt quả tang tại trận nha đúng nha. Dám cậy chữ bàn thờ thần tài ngậm đi chơi ha. Quá lắm rồi, tụi bay hết đồ chơi rồi phải không? Cổ của tụi bay để ra đi tao xử sau. Bây giờ vô chủ đề chính nè. Hoàng thái hậu kia đi vô, không có chạy theo nha. Đây đây, xin giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhân vật chính của hôm nay không phải là tụi bay đâu. Đó chính là cái bao tải này nè. Một bao tải 20 kg tao ghim vô nhà. Rồi đợi tới 12 giờ khuya livestream lên giới thiệu cho mọi người cùng xem. Đảm bảo review siêu chân thật về sức nặng của bao tải này đối với một con sen 48 kg. Đó, mọi người thấy tôi kéo lê là biết nó nặng cỡ nào rồi ha. Lý do tôi muốn giới thiệu tới mọi người cái sản phẩm này á là vì đây là một sản phẩm khá là ổn áp đối với những sen nhà nghèo nhưng mà đông mèo như tôi nè. Cái này tôi xài lâu lắm rồi, tôi mua đi mua lại cũng chục lần rồi đó. Bây giờ mới tự tin mà giới thiệu đến mọi người nè. Hàng nóng hổi vừa thổi vừa khui đây. Còn chưa bóc tem, chưa bóc nhãn gì hết đó. Không đợi mọi người chờ lâu hơn nữa, tôi mở ra đây nè. Xin trân trọng giới thiệu cát mèo Việt Nam. Loại này có thể nói là rẻ nhất trên thị trường. Và chỗ này là chỗ rẻ nhất luôn rồi đó mọi người. Với giá rẻ như vậy và đóng gói như thế này là tôi thấy là ổn áp á. Tôi biết có một loại rẻ hơn nữa nhưng đóng gói bằng bao xá và bụi hơn loại này rất là nhiều. Tôi thấy đóng gói như vậy với mức giá khá khá vậy là được rồi. Và loại này có giá là 55k cho 10 kg. Các shop bán cát trên thị trường thường để cái đơn vị đo là lít. Nhưng đơn vị đo này cũng mông lung quá à. Có lúc 8 lít là 3,5 kg, có lúc 8 lít là 4 kg. Nó không có thống nhất với nhau. Mà số lít để trên bao á, tôi cũng không biết là lít của cái bao chứa cát, hay là lít của số cát, hay là lít nước mà cát này có thể thấm được. Không có rõ ràng. Nên khi chọn mua cát, tôi thường tìm hiểu về cân nặng của cát nhiều hơn là số lít. Với các loại cát ngoại nhập thì thường là 8 lít là khoảng 3,5 kg đến 4,5 kg. Còn loại cát Việt Nam này thì họ chỉ tính theo ký thôi. Ưu điểm lớn nhất của loại cát Việt Nam này là giá rẻ chỉ bằng phân nửa các loại cát ngoại nhập trên thị trường. Và đương nhiên là chất lượng cũng tương ứng. Chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều cho một loại cát dành cho sen nhà nghèo như chúng ta đúng không nào? Thêm một đặc điểm mà vừa rồi Ngọc Anh có chiếu cận cho mọi người coi, đó chính là hạt cát nhỏ, dễ rơi vào kẽ tay của mèo. Nên sau khi Hoàng Thượng đi vệ sinh ra thì sẽ có một lượng cát nhỏ rơi vãi theo bước chân của mèo. Lo nó nói mà quên luôn giải thích cho mọi người cái túi nhỏ nhỏ là gì. Túi này là túi tạo mùi, giúp khử mùi hôi của chất thải khi mèo đi vệ sinh nha mọi người. 55k là dành cho 10 kg cát. Trong đó có nửa ký cát khử mùi và 9,5 kg cát không mùi. Có loại khử mùi mạnh hơn thì trong đó có 1 ký cát khử mùi và 9 ký cát không mùi. Có giá là 69k. Thế tôi review chi tiết vậy mọi người chịu không nè. Review từ cái sức nặng của bao cát đối với cân nặng của con sen. Review từ cái kích thước của hạt cát, rồi giá cả, rồi đóng gói. Mọi người thấy ổn không? Còn độ dày của cát khi châm vô khay á, cái này chắc tùy vào cái nết của mèo nhà mọi người quá à. Mèo nhà mình á thì châm mỏng á thì tụi nó không chịu đi toilet. Châm dày quá thì tụi nó bươi rơi vãi tùm lum hà. Tới nỗi mà Ngọc Anh phải dùng cái khay có nắp đậy vậy nè để giảm sức công phá của tụi nó lại. Không thôi là ngày quét nhà chắc mấy chục lần quá. Hôm bữa livestream á, Ngọc Anh quên tưới nước vô để mọi người tham khảo về cái độ thấm hút nước của loại cát này. Nói chung là nó sẽ thấm chậm hơn các loại cát ngoại nhập nha. Nhưng mà với tốc độ cũng vừa phải, chấp nhận được. Không phải là quá lâu và cũng không nhanh như clip quảng cáo của shop đâu mọi người ơi. Đó, Ngọc Anh review luôn quá trình khui hàng sẽ phải dọn dẹp như thế nào nè, có bao nhiêu thứ cần phải dọn nè. Rồi, úp vô khai trương cát mới nè. Mọi người thấy Hoàng Thượng đi vệ sinh VIP Pro không? Vừa đi vệ sinh vừa coi YouTube đó. Nhạc remix hot top top 2022 đàng hoàng đồ. Trời ơi, con út này nó biết hưởng thụ lắm nha mọi người. Tranh thủ con sen khui cát mới review cho mọi người trên livestream, rồi mở nhạc cho khán giả nghe. Nó chạy vào nó hưởng thụ ké luôn. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Mà cái nết bà út này kỳ lắm nha. Bình thường thì không đi đâu. Toàn là lửa lúc mà Ngọc Anh vừa dọn thao cát xong là nó chạy vô nó đi không à. Riết mà quen luôn á. Sau này mỗi lần dọn xong phải ngồi lại chút xíu, đợi bà đi xong rồi dọn tiếp cái phần của bà nữa. Chà, hôm nay vừa đi toilet vừa coi YouTube, đi lâu dữ ta. Rồi bà bươi bươi cái gì ngoài này? Ngoài này làm gì có cát đâu mà bươi bà. Mọi người xem dưới sàn nè, đây là lượng cát dính vào kẽ tay của mèo và sẽ rơi vãi khi mèo bước ra đó. Trời ơi, review tới mức này luôn mọi người không chịu nữa là thôi luôn á. Và sau đó là con sen sẽ phải dọn dẹp.